Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng và kế hoạch cầm quyền suốt đời. Có thể nói, sau ngày 17 tháng 1, khi mà suất đặc biệt đã có chủ, chiếc ghế Tổng Bí thư vẫn giữ nguyên chủ cũ thì xem như ông Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc một nhiệm kỳ thành công mỹ mãn. Với việc đấu đá không biết mệt mỏi, nay ông đã thành công với tính tới việc ban thưởng. Vào giữa tháng 5 năm 2019, tưởng như ông Nguyễn Phú Trọng đã bỏ mạng tại Kiên Giang, nhưng rồi đại họa đó cũng qua đi và bệnh tình của ông cũng dần hồi phục. Kết quả là năm 2020, ông đã hạ bệ được hàng loạt nhân vật có triển vọng như Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Đức Trung, Tất Thành Cang, v.v. khiến cho thế lực của ông mạnh hơn bao giờ hết. Công lao nhiều nhất trong quá trình đấu đá triệt hạ những thế lực trẻ kia phải nói đến ngành công an của ông Tô Lâm. Vào ngày 21 tháng 1, trên sóng VTC News có đăng bài Bộ trưởng Công an, một ủy viên Bộ Chính trị, ba bộ trưởng bị xử lý hình sự. Bài báo cho biết ông Bộ trưởng Tô Lâm vui mừng thông báo Bộ Công an của ông đã khởi tố một ủy viên Bộ Chính trị và ba bộ trưởng, một thành tích vô tiền khoáng hậu. Phải nói, vụ án truy tố cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng là một kỳ tích của Bộ Công an. Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh là hai nhân vật có liên quan đến sai phạm tại PVN. Để bắt được ông Thanh thì Tô Lâm đã cho nhân viên dưới quyền mò sang tận Berlin tại Đức bắt cóc, bất chấp tai tiếng với bạn bè quốc tế và bất chấp luật pháp quốc tế và bất chấp luật nhà nước Đức. Và hôm nay khi mà Đại hội Đảng sắp khai mạc thì ông Nguyễn Phú Trọng không quên ơn những tướng lĩnh công an đã công khai hoặc ông thầm giúp ông thực hiện kế hoạch đốt lò thành công. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm khoe thành tích trên báo. Ông Nguyễn Phú Trọng gắn bó với Bộ Công an từ nhiều năm nay, chiến dịch đốt lò của ông nếu không có sự phục vụ nhiệt tình của ngành công an thì khó mà thành công cho được. Hàng loạt tướng tá công an được thăng hàm những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ của ông. Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm dường như rất vui mừng khi đạt được thành tích như vậy. Mà bản thân ông Trọng đã phong hàm cho 4 sĩ quan cấp tướng và 3 sĩ quan cấp tá, cụ thể như sau. Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn được thăng từ Trung tướng lên Thượng tướng. Theo lời ông Tô Lâm, thì Nguyễn Văn Sơn là sĩ quan tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trưởng hành từ lực lượng thực tiễn công tác, chiến đấu, có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, phong cách làm việc, trách nhiệm, sâu sát, tận tụy, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, người từng là đồng đội với ông Nguyễn Đức Trung khi còn ở Công an thành phố Hà Nội, từ là đồng chí với Nguyễn Đức Trung Công an, nay ông cũng được phong hàm thiếu tướng lên trung tướng. Tiếp đến là giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Hải Trung, người đã đưa 3.000 cảnh sát cơ động vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 tấn công để sát hại cụ Lê Đình Kình và bắt đi nhiều người khác trong vụ tấn công vào Đồng Tâm gây chấn động xã hội. Ông ta cũng được Nguyễn Phú Trọng thăm hàng lên cấp tướng. Và thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, người chỉ huy của lực lượng đông đảo các lực lượng an ninh mạng ngày đêm rình mò đánh phá những tài khoản Facebook đưa tin vào chính quyền cho nhờ nhạy cảm, người này cũng được thăng lên trung tướng. Ba đại tá được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng gồm cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Nguyễn Văn Long, phó cục trưởng Cục Tình báo Phan Thanh Tuấn và phó cục trưởng Khoa học chiến lược lịch sử Công an Hoàng Văn Toàn. Đây là hình ảnh nhiều tướng công an được thăng hàm. Hiện nay tướng công an và tướng quân đội đang trong tình trạng lạm phát ghê gớm. Nguyên nhân được cho là lợi ích nhóm mà ra. Khi ông này lên thì cố phong người của mình đến tướng để cùng hưởng bổng lộc. Cứ như vậy, qua thời gian hiện tượng tướng tá trong ngành công an và quân đội trở nên rất đông đúc. Đây là một ung nhọt của chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tướng tá nhiều, ắt kèm theo đó được bổng lộc cũng nhiều. Chính vì vậy mà ngân sách quốc gia hàng năm nào cũng bị thâm hụt. Ấy vậy là chưa nói đến nạn tham nhũng tràn lan. Ở thế trên này, có quyền thì cũng dễ có tiền. Chính vì thế mà tham nhũng như cơn đại dịch không thể nào kiểm soát được. Và thăng hàm tướng cho các tướng quân đội. Nắm công an và quân đội là hai mục tiêu quan trọng nhất mà Nguyễn Phú Trọng đã làm để kiểm soát toàn đảng. Thì từ năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng nắm Đảng ủy Công an, còn Đảng ủy Quân đội thì mặc nhiên ông Trọng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Trong quá trình đấu đá nội bộ, ông Trọng cũng đã dùng đến công an nhiều hơn quân đội. Điều đó dẫn tới kết quả là Nguyễn Phú Trọng ưu ái bên công an hơn rất nhiều.
và nhiệm vụ bảo vệ tại hôm 13 được giao cho Bộ Công an làm chủ thì điều đó cũng nói lên tất cả. Vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng cũng phong hàm cho 7 tướng công an, còn bên quân đội thì ông chỉ phong cho có 2 người. Có lẽ những người này sẽ là những gánh trọng trách mà Nguyễn Phú Trọng giao phó để gánh vác bên Bộ Quốc phòng. Vào ngày 22 tháng 1 tại Phủ Chủ tịch, ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho 2 sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại buổi lễ có ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là dấu hiệu sắp được thăng chức. Ông Ngô Xuân Lịch hiện tại là 67 tuổi, quá tuổi quy định ở lại Bộ Chính trị. Vì vậy, ghế Bộ trưởng của ông Lịch để lại sẽ được người cấp dưới đưa lên. Có tin ông Lương Cường, đại tướng là người khả năng sẽ ngồi vào ghế của ông Ngô Xuân Lịch. Vì vậy, những ghế sau đó sẽ trống và những cấp dưới sẽ được đưa lên để chám vào. Đây là hình ảnh thêm 2 tướng quân đội được thăng hàm. Từ thời ông Lê Khả Phiêu thì bên quốc phòng gần như không tiến vào chiếm vị trí trong bộ máy của Đảng. Lần này ông Ngô Xuân Lịch không được tái cử vì quá tuổi quy định và ông Lịch cũng không được ưu tiên trao suất đặc biệt thì có thể nói cánh quân đội đang yếu hơn cánh công an vì vắng bóng trong tứ trụ khá lâu. Và nhiệm kỳ 3 thì liệu ông Nguyễn Phú Trọng có còn cậy vào công an nữa hay không? Có thể nói việc một tổng bí thư ngồi vào Đảng ủy Bộ Công an là việc chưa hề có tiền lệ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Phú Trọng đã làm cho đến nay đã cho thấy ông Trọng khá thành công. Nếu không có ngành công an hỗ trợ thì làm sao ông có thể bắt được Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Vũ Huy Hoàng và nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp theo. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá kết quả công tác của năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ, Bộ Công an Trung ương và những nội dung định hướng lớn để xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ông Nguyễn Phú Trọng đã thúc giục kêu gọi lực lượng công an tuyệt đối không để bị động bất ngờ, để cương quyết đấu tranh mạnh mẽ, phản bác các quan điểm cũng như tư tưởng sai trái, cũng như những hành vi vi phạm pháp luật trái với lòng dân, trái với chủ trương chính sách của Đảng. Ngoài ra, ông cũng dạy lực lượng công an của Đảng Cộng sản Việt Nam rằng không phải chỉ chống tham nhũng tiêu cực, còn phải tập trung chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đây là hình ảnh nhiệm kỳ 3, ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ nắm chắc Bộ Công an. Thực ra thì việc lên tiếng dạy đạo đức lối sống của các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có truyền thống từ thời ông Hồ Chí Minh. Thực tế là lực lượng công an có đạo đức hay không là chuyện khác. Tuy nhiên, những thứ đạo đức đó cũng không cần lắm, cần nhất vẫn là trung thành với Đảng. Chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam được gọi là chế độ công an trị. Ông Trọng hiểu điều đó hơn ai hết, nên việc của ông ở nhiệm kỳ 3 vẫn vậy, vẫn nắm chắc lực lượng công an, ông không bị động trong quá trình hoặc bất kỳ tình huống nào. Và có phải ông Nguyễn Phú Trọng đang gây dựng sức mạnh của mình trong quân đội hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Ông Nguyễn Tân Cương mới vừa được phong hàm Thượng tướng vào năm 1966, quê Hà Nam, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Dự quyết của Trung ương Đảng khóa 11. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông từng là Tư lệnh Quân đoàn 1, Tư lệnh Quân khu 4. Từ năm 2016, ông Cương là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4. Từ tháng 11 năm 2018, ông là Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 12 năm 2019 đến nay, ông là Trung tướng rồi Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nguyễn Tân Cương là một con người rất trẻ, hiện ông ta chỉ mới 55 tuổi. Đường con lộ còn chắc chắn rất dài. Nếu ông ta là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng ở Bộ Quốc phòng, thì có thể đảm bảo ông Trọng an tâm ngồi ghế Tổng Bí thư đến hết cả đời. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo quân đội. Tiếp theo là ông Võ Minh Lương, sinh năm 1963, quê ở Quảng Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông từng là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 thuộc Quân khu 7, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai thuộc Quân khu 7, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7. Từ năm 2015 đến tháng 10 năm 2020, ông là Trung tướng Tư lệnh Quân khu 7. Và từ tháng 1 năm 2016 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Vào ngày 24 tháng 10 năm 2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Võ Minh Lương hiện nay là 58 tuổi. Nếu ông cố gắng, ông có thể ngồi ở Bộ Quốc phòng đến khóa 14. Ông cũng như ông Nguyễn Tân Cương
đều là người có thể hỗ trợ ông Nguyễn Phú Trọng nắm Bộ Quốc phòng nếu ông Trọng còn đủ sức ngồi đến khóa 14. Qua những gì ông Nguyễn Phú Trọng đã làm, toát lên một điều rằng ông ta đã nắm quá chắc Bộ Công an và đang bố trí nhân sự của Bộ Quốc phòng để lần lượt kiểm soát bộ này. Với ông Trọng, rất có thể ông càng già, thế lực của ông càng mạnh. Và nếu đây là sự thật, thì việc ông ngồi ghế Tổng Bí thư đến suốt đời thì không có khó khăn gì cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng và kế hoạch cầm quyền suốt đời. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.